Hello mọi người. Cắt chân Tuấn Anh ơi. Viết đưa em vào nha. Dài quá không? Quay được chưa? không về được hả? Em bẻ thằng bé nè. Cho mọi người coi đã, còn được 2 người coi. Sao vào được hay mày? Mà có cái lô mua cái lô này nè, có cái lô này chưa? Có rồi hả? Bắn lên. Về đâu em à? Bye mọi người.